how you feel your feeling and you did the cook before the champion. Yeah. Talk to my player in the career. And then from what they were coming at home, thank you also. That's why we try to do the best. Actually, for first day, we have a away game. We need 1 point first, but today we have a lot of chances. But part of it, we go away harder, we can get the 3 points. Đối với trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi trước trận đấu thì chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ là hết sức cẩn trọng, bởi vì đá sân nhà của Thanh Hóa là Thanh Hóa là đá sân nhà rất mạnh. Cho nên là hôm nay là toàn đội đã làm việc rất là chăm chỉ, tuân thủ chúng tôi đã đề ra, và chúng tôi đã có những cơ hội, nhiều cơ hội, chúng tôi đã tập sự được hai đội giữ lại. Thưa anh Sắc, hôm trước em có hỏi anh là Ngoại Gia Lai liệu đã được coi là ứng cử viên số 1 của chính phủ Bình hay chưa? Thì anh nói là Viettel và thời điểm đó là đang theo rất là sát anh. Nhưng bây giờ thì Viettel đã bị đội anh bỏ xa tận 5 điểm. Vậy đến thời điểm này anh đã coi Ngoại Gia Lai là một ứng cử viên vượt trội? Sân Thanh Hóa lần thứ 3 trong công việc đội tuyển Ngoại Gia Lai đá trận đấu ngày hôm nay.
before in the past before lost 2007 and 2010 but now the first time the campaign win the one how do you can you say about your emotion about that's why the player don't be careless come to one that's why when we play any game we must focus 90 minutes. Tôi cũng chính vì những cái quá khứ như thế cho nên là cũng đã người ta nhắc với cầu thủ là không bao giờ được phép chủ quan, đặc biệt là trên khách và tập trung tối đa 90 phút. About the technical and tactical, we must just play and
cái điểm năm nay thì we how to attack and how to defend. First half and the second half are different. If you do the same, maybe the coach maybe can change the tactic also. That's why we need a point. We come here, we want to get a point. We cannot just play. Not enough for us. That's why we want to try to get point more and more and long distance for the second and the third. That's it, our target. Đối với hành động như thế thì thực sự đây là một cái trận đấu bóng trước một cái huấn luyện viên là giàu kinh nghiệm. Đối với ông huấn luyện trưởng đội Thanh Hóa thì thực sự là cuộc thi đấu không phải chỉ là đấu 90 phút giữa hai đội nhau, mà trận đấu này là một cuộc đấu trí về mặt chiến thuật. Và huấn luyện viên có những sự thay đổi căn cứ vào trận đấu để có những cái thay đổi liên tục trong quá trình đấu, bởi vì có những thay đổi bởi vì là bên kia họ cũng huấn luyện trưởng đội Thanh Hóa cũng người có kinh nghiệm có thể đọc ra những vấn đề của bên Hoàng Anh và bên người Xuân Anh cũng phải tập trung để đánh giá được từng thời điểm để thay đổi những cái phương thức để mà chúng tôi làm sao phải có điểm đấy. One last. ngày hôm qua anh xem trận đấu của Viettel, cái cảm xúc của anh như nào và khi trận đấu kết thúc thì anh nghĩ về điều gì đầu tiên? How does your emotion when you watch the game Viettel? After finish the game, can you share about your emotion after finish? Actually, I share with you to be cheerful because Nano is my favorite. But they do very well, that wrong is okay. But that's why I talk to you already. We don't forget number second, number third. We forget our team first. If we want to get champion or in the get the top on the league, we must can be any team. Đối trận đấu ngày hôm qua thì ông Vivo cũng rất là chia sẻ và chúc mừng anh ông Poking, bởi vì là ông cũng là người bạn của anh Vivo bên Thái và đã có một cái trận hòa. Nhưng mà đối với trường hợp như quan điểm của Vivo thì anh ấy và tôi cũng không quan tâm nhiều đến các đối thủ ở phía sau, bởi vì là muốn giành chức vô địch hoặc là ở những thứ hạng cao thì phải tập trung vào chính của bản thân của mình. Cảm ơn các bạn. 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 Cảm ơ